Wow.
Thanh chào cả nhà nha. Chào cả nhà đến với kênh Vlog Hạnh nha. Chúc mọi người có một ngày mới thật nhiều niềm vui và thành công trong cuộc sống nha. Hôm nay Hạnh ăn bánh xèo. Bánh xèo Hạnh đổ là nhân tôm với thịt ha. Ở đây Hạnh cuộn như là gà sống. Chấm nước mắm chua ngọt ha. Bây giờ Hạnh mời cả nhà ăn cùng Hạnh ha. Ở đây Hạnh cuộn kèm là bánh tráng nha. Hạnh cuộn kèm là bánh tráng. Hạnh mời cả nhà ăn cùng Hạnh ha. Tự Hạnh đánh bột nha, tay gửi rồi á, gửi rau xong rồi rửa luôn á nha. Bánh xèo thì phải ăn bốc nè, ăn đũa thì nó đâu có ngon. Vô tôm nó lăn cù mèo luôn. Rau sống nha, rau sống, rau thơm, quế, dắp cá cho cộng hẹn nó cho nó thơm. Ngon quá. Để Hạnh để cái chỗ Hạnh để nước mắm ha. Để cái tên nước mắm huyền thoại của Hạnh lên ha. Rồi ha, Hạnh sủa nước mắm, Hạnh đem nước mắm lên đây cả nhà mới thấy được Hạnh chấm ha. Rồi, chấm nè, chấm ngập vô nước mắm ha. Quậy lên nè, nước mắm chua ngọt, tỏi ớt. Đây, Hạnh mời cả nhà ăn bánh xèo. Xèo. Ngon quá. Ngon quá. Hàng của một cái là nửa cái luôn cả nhà. Nửa cái bánh xèo nha. Đảo chưa? Nó đã. Cao à. Rồi thơm nè, quế ha. Dắp cá ha. Cuộn à. Cuộn à. Phê. Trời ơi, nước mắm đang nhiều rồi. Chạy à. Hạnh ăn có gì nha, có rau nhiều hành thái lắm. Ngon. Hạnh mời cả nhà uống nước ngọt nha. Tôm chua mà ăn bánh xèo ha. Uống nước coca nè, tao nói nha. Tới nấu rồi.
Em ăn được nhà lá chuối à. Ăn được lá chuối à, lá chuối à. Ngon quá. Wow, caramel. Nó làm cho nước mắm nó có hay, nó có hay. Ăn tới đâu, tao nói nước mắt, nước mũi tới đó. Cay mới ngon. Cay mới ngon. Nước mắm không cay thì đâu gọi là nước mắm đúng không? Ăn ủi bản thân. Cố nha. Hành cuốn một cuốn là nửa cái bánh xèo luôn á. Ghê thiệt. Cái miệng. Cái miệng ghê thiệt. Ngon. Cái này nó bự. Bự dữ à. Bánh xèo hành đỏ không có điều tay nè. Có cái bự cái nhỏ. Cái này bự bự quá nha. Cái nãy thì một cái. Hành cuốn hai cuốn thôi. Cái bánh này bự quá. Hai cuốn ba cuốn mới hết à. Wow. Oh, cay quá, caramel ơi, cay quá. Hành tự hình quay á. Caramel nó đang đang bánh xèo chấm á. Hành kia không biết là bây giờ nó ăn chấm nó có ít xì chấm. Wow. Tiếp tục coi. Nắng nắng ngon quá, ngon, ngon. Chắc sức hành là ăn được ba cái quá. Hết bự à. Ngon. Ăn thấy hành hơi nên no à. Ngon. Lên đây với chị nè.
Có nhà thấy nước mắm à. Bánh tráng à. Bánh tráng của hành nè. Để lại con cả nhà thấy nè. Họ biết hành lấy cái gì dưới kia. Nó bị phớt không. Ngon. Con gì kìa? Con gì kìa? Con gì kìa? Cái gì vậy? Đang ăn mấy món ở vậy? À. Nước mắm ngon luôn nè, nước mắm ngon. Nó cầm hẹ nha, phải cỏ ngon quá, ngon quá, ngon quá. Ngon quá, ngon quá. À, hình như càng ngày càng về sau hình độ cái bánh nó càng bự á. Cay quá. Cay quá. Quậy 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 quậy. Quá nè ăn nè sức ăn được 3 cái rồi cả nhà. Quá đã, quá đã, quá đã. Mắm cay quá đã. Càng về sau cái bánh nó càng bự à. Lá chè nó rớt à, nó rơi. Ngon lắm.
Bữa nay khẳng định là ăn bánh xèo là chưa cơm không? No cả nhà. Vô nó bào. Hành ra cả nhà nha. Thấy video của Hạnh hấp dẫn, cho Hạnh một like, một share và đăng ký kênh nha. Chào tạm biệt cả nhà. Bye bye.